Anh em chào anh em đến chơi nhà game mobile mình nhá. Và hôm nay mình tiếp cốt truyện của từ 7 471 nha anh em nhá. Giờ đang ở dưới mê cung anh em ạ. Đấy, bây giờ Thành Tuyết này lúc trước đang ở đâu ấy? Mê cung tầng 3 anh em. Thật mình chưa biết là có bao nhiêu tầng nữa anh em cùng xem cùng mình nhá. Anh em thấy hay thì đừng quên like subscribe cho mình nhá. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Xong rồi đến tầng 4 này. Bắt đầu thấy khó rồi đấy. Anh em thấy không? Tìm ma vương có vẻ khó. Ở đây thằng độc vàng này anh em nhìn cho đấy. Không biết bạn thấy đâu, nắm được thực gì? Đi bao ngày bao đêm. Thằng tầng 4 này ạ. Quan tâm nhau nhỉ. Ôi, đây ở đâu này? Đang ở tầng 5 lại về vương cúp nào đây?
Có gì đó đang nghi ngờ nhá. Xong có gì mới không? Vẫn là người xưa. Sậu gì đấy này. Đi thôi. Thế đến năm 20 giờ mình nghỉ anh em nhá.